Mọi người nên được đối xử một cách công bằng, bất kể họ là ai hay yêu ai. Sự kiện đáng chú ý và được trông đợi nhất tại Mỹ ngày hôm qua là việc Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết chính thức hợp pháp hóa luật hôn nhân đồng giới trên toàn bộ 50 bang của nước Mỹ. Quyết định trên đã đánh dấu một sự thay đổi mang tính lịch sử về quan điểm tình yêu đồng tính tại Mỹ và đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân Mỹ. Phán quyết lịch sử của Tòa án tối cao Mỹ đã được đón nhận bởi đông đảo người dân trên khắp đất nước. Hình ảnh cờ sáu bầu, biểu tượng của phong trào đòi bình đẳng cho người đồng tính đã xuất hiện khắp nơi trên nước Mỹ. Nhà Trắng cũng đã đổi màu như một hành động hưởng ứng. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi đây là một thắng lợi của nước Mỹ. Tòa án tối cao Mỹ đã công nhận rằng hiến pháp đảm bảo quyền bình đẳng hôn nhân cho tất cả mọi người. Với phán quyết này, họ đã một lần nữa khẳng định rằng mọi người dân Mỹ đều có quyền được luật pháp bảo vệ. Mọi người nên được đối xử một cách công bằng, bất kể họ là ai hay yêu ai. Như vậy, từ con số 37 bang chấp nhận, nay cả 50 bang ở Mỹ đều hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Các cặp đồng tính trên toàn nước Mỹ giờ đây đã có thể bình đẳng đăng ký kết hôn và được hưởng mọi quyền lợi về hôn nhân. Trong trường hợp ly hôn, tòa án cũng sẽ xử lý phân chia tài sản, con cái như những cặp đôi nam nữ khác. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến phản đối. Phản ứng của chúng tôi đối với quyết định này là thất vọng. Các đám cưới truyền thống đã tồn tại hàng nghìn năm nay, không phải là từ hàng thế kỷ hay hàng thập kỷ. Có ít nhất hai bang là Louisiana và Mississippi đã tuyên bố sẽ không trao giấy phép kết hôn cho các cặp đồng tính trong lúc chờ quyết định chính thức đi vào hiệu lực. Phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ được cho là một cột mốc pháp lý quan trọng về quyền hôn nhân tại Hoa Kỳ kể từ năm 1967, khi Tòa án tối cao cho phép các cặp đôi khác chủng tộc được kết hôn. Nó cũng đánh dấu một sự thay đổi lớn về quyền của những cặp đồng tính 11 năm kể từ khi Massachusetts trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Theo kết quả thăm dò được hãng Gallup tiến hành hồi tháng 5 vừa qua, thì hiện có 60% người dân Mỹ ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, 37% phản đối. Trong khi đó, thì vào năm 1996, số người ủng hộ kết hôn đồng giới chỉ là 27% và có đến 68% phản đối. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng nói của những người đồng tính trước quyết định của Tòa án tối cao Mỹ, một quyết định mà họ đã phải chờ đợi từ rất lâu rồi. Tôi rất vui mừng, cuối cùng tôi cũng có thể cưới được người mình yêu. Hôm nay, phán quyết của Tòa án tối cao đã khẳng định điều mà hàng triệu người trên khắp đất nước đã biết, rằng tình yêu của chúng tôi là bình đẳng, rằng bốn từ được khắc trước cửa Tòa án tối cao, công bằng, bình đẳng trước pháp luật cũng được áp dụng cho chúng tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt 10 năm qua. Những gì xảy ra hôm nay mang tính lịch sử. Đối với chúng tôi và cả gia đình chúng tôi đã được công nhận một cách hợp pháp. Tôi đang cố gắng để không khóc. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi biết mình sẽ được thấy ngày này bởi tôi biết những người sáng lập đất nước đã dành chỗ cho chúng tôi trong hiến pháp. Họ đã nghĩ đến những người như tôi. Tôi rất hạnh phúc. Cũng giống như nhiều nước thì tại Việt Nam, gần đây chúng ta đã có cái nhìn cởi mở hơn với hôn nhân đồng tính. Luật hôn nhân gia đình Việt Nam sửa đổi vào năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đã dỡ bỏ quy định cấm hai người cùng giới kết hôn nhưng không thừa nhận hôn nhân đồng giới. Hiện nay thì cộng đồng người đồng tính tại Việt Nam đã có nhiều cơ hội để hòa nhập cộng đồng. Không ai khi sinh ra có quyền lựa chọn giới tính của mình. Giống như những người khác, những người thuộc giới tính thứ ba cũng có quyền được sống thật với những cảm xúc của mình. Trong ít phút cuối của bản tin, chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm những khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày cưới của các cặp đôi đồng tính với đầy đủ các cung bậc của tình cảm như là yêu thương, giận hờn, ngọt ngào và cả đắm say. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.